Xin chào cô chú chị trong và ngoài nước đang xem trên kênh của em ấy. Hiện tại qua viên chở hai xe qua xuống xe qua hướng dương ấy, để mà để ở mộ của những người xung quanh đây nha cô chú anh chị. Hai xe luôn, ở đây là xe qua nữa nha. Ồ, rất là đẹp luôn. Trời đẹp, qua viên là Tết lo chở ba cái bông qua này để vòng vòng ở mấy cái mộ đây ha cô chú anh chị. Xe này là mấy xe này chắc đưa tang rồi, mấy xe mà người ta vô người ta đi tảo mộ nữa nha cô chú anh chị. Đó, rất là đông luôn. Hả? Chị bị vàng da, cô chú chị ơi. Con chị nó mới mua cho ngày hôm qua. Ba của con sâu. Ủa em nhớ rồi đó, như chị cũng có cái đo toàn tan vậy nè. Đúng rồi. Mà bán rồi. Ngày hôm qua nó điện. Nó điện nó kêu mẹ chiều về sớm con mua cho mẹ đôi bông. Ôi. Đó, có khán giả kìa. Tới nó mua, nó kêu mua chừng 2 triệu mấy thôi, mà để tiền cái nó xài nó chơi game nên chị mua thôi này 3,5 triệu 10,000 luôn. Chơi game. Chị nói cho tao rồi là tới chừng mà xin là tao không có, là không có mặt lớn mặt nhỏ nha. Cho anh chị. Cái này là bữa con của chú Tư Còn á, là có chia sẻ là tại kiểu gia đình ta cũng khó khăn á, nên giờ làm cái mộ 100 triệu, hơn 100 triệu người ta không có đủ khả năng, ta không có khả năng à. 100 triệu, hơn 100 triệu á mới làm được. Nên là để mộ của mẹ chị là vợ chú Tư Còn đó là để như vậy, chứ không chưa có đủ kinh phí để xây mộ cho mẹ ha cô chú anh chị. Chào 106 người trên đường like của Ngọc nha. Chào 106 người trên đường like của Ngọc. Ghê ghê. 107. Ghê ghê. Mới hồi nãy 3 người cái giờ lên 100 mấy, nhanh nhanh. Ô, ô gia đình bất ngộ lên kìa. Gia đình cô Tuyết lên nữa kìa, không nói. Đó. Bên đó kìa. Gia đình bất ngộ lên. Gia đình cô Tuyết đó. Nghệ sĩ đó. Không, gia đình bất ngộ đi. Gia đình bất ngộ. Cô Kiều Bạch Tuyết. Đúng rồi. À, gia đình của cô cũng lên ha. Gia đình của cô Kiều Bạch Tuyết cũng lên để tảo mộ cho cô ha. Gia đình của cô Kiều Bạch Tuyết ha cô chú anh chị. Đây cho con cháu gì. Con vô Úc mình cũng ở Sài Gòn luôn ha sao cô? Ba ở ngoài nghĩa trang ngoài Bà gì á, chuyện này qua đây được thì sao? Là hai bé này là con của cô hay là con của Út không? Con cô không nghe chứ. Con của Út, gia đình của Út ngày mai mới đi. Dạ, gia đình của Út ngày mai đi. Nè, con gái hai đứa gái còn không con cô?
con bé lớn này là nó có hai đứa con rồi. Trẻ quá. Ca sĩ Tệ Tệ Ni hả? À, đây là ca sĩ. Cũng nối nghiệp mà bà nội vậy. Cháu nội ha, cháu nội của cô Kiều Bạch Tuyết. Là ca sĩ Tệ Ni đúng không? Mình có đi thường thường mình đi hát biểu diễn ở đâu? Dạ cũng hát nhiều nữa anh à. Gì hả? Thường thường là mình hát những cái tụ điểm nào á em? Dạ hát hội chợ cũng có, tiệc cũng có, hát giống như là họ đâu thì hát. À, như là show nào cũng nhận đó nha. Dạ. Là mình có người kêu là mình hát thôi. Nhìn tưởng còn đi học. Còn trẻ. Bé này cũng còn nhỏ này. Bé này chắc nhỏ tuổi luôn. Bé này mới chưa đến 30 tuổi. Vậy? Sắp xỉ 30. Tuổi đâu 18 không ạ? Phải không? Chắc là không là gái Sài Gòn nữa vậy ta. Làm PT. Dạ. Huấn luyện viên tập PT hàng chi bởi vì dáng đẹp nè. Trẻ quá tên rồi. Vì mình tưởng đâu là từ chừng 20 tuổi là hết đó rồi. Do là ở Sài Gòn ấy, cái ít có đi ra nắng của cái dịch cho nên thấy cũng trẻ ha. Còn như là anh em của mình ở đây cứ tối ngày dân ngoài nắng không cho nên là da đen da ngâm. Da đen. Da đen luôn chứ đừng nói là ngâm. Dạ con ở đây trực chiến luôn cô. Từ sáng đến chiều tối nay tụi con ở lại quay tối luôn á. À, đúng rồi, tối dạ. Nay là đông lắm nè. Tối nay dạ. Đông lắm cô. Tối nay ngày mai cũng đông đó nè. Hôm nay mới hữu duyên mới gặp được gia đình những người nghệ sĩ thì cũng rất là vui. Ngày nào tụi con cũng ngồi ở đây nè. À vậy dạ. Hả? Dạ. Dù tụ điểm này cô không bao giờ mà cô mà tiếc cô buồn được. Tại vì lúc nào cũng có tụi con ở đây hết. bà đóng diễn cái vở mà Quan Âm Thị Kính á. À dạ. Ở trong chùa thì là nó có hai mấy cái xứ này nè. Yeah. Mà vỡ tuồng đó lâu quá hả cô? Bây giờ mình vẫn còn nhắc đến Thị Màu là ông cục mà nổi đó. Thị Màu chứ không phải là Màu. Thị Màu. Em người miền Tây chị. Thị Màu là nổi tiếng không? Không phải là chị sửa em nhưng mà cái đó Thị Màu đó. Chứ không phải là chị sửa em. Đi rồi. À. Có nghĩa là em mới nói là người miền Tây không nói được. Như là phát âm nó không có chuẩn con. Không chuẩn bằng người Hà Nội. Không, đó là công nhận liệt. Nói chung là người Bắc người ta nói là đúng chính tả luôn, còn như mình nói là sai đó nha. Mình nói là sai chính tả nha, người Bắc là ta dùng đúng từ đúng chính tả luôn á. Chút xíu nữa bà con cô bác thưởng thức một ca khúc do ca sĩ Tội Ni. Tất cả những nghệ sĩ mà hay đến đây cũng hay hát lắm. Bên mộ của chú Vũ Linh đó, người ta đến đây hát lắm. Hát tặng chú, hát tặng gia đình. Không biết hôm nay cháu của bà Bạch Tuyết có hát tặng bà Bạch Tuyết không? Ông của cháu là ông Nguyễn Văn Tý. Dạ, ông Nguyễn Văn Tý. Nguyễn Văn Tý mộ bên đây nè. À, con biết rồi, hôm trước cũng có ấy mà. Có giới thiệu mà với ông nội của mấy đứa nhỏ là em ruột của ông Nguyễn Văn Tý. À. Dạ chú nhà biết sĩ rồi, biết Nguyễn Văn Tý. Dư âm đó. Dư âm. Dạ. Dư âm là nghe nói dư âm là của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đó, con đi thắp hương mỗi bữa mà. Răng đinh bánh tre đó. Dạ. Răng đinh bánh tre. Nói chung là cái truyền thống nghệ sĩ rồi, cho nên là con cháu cũng phải có một chút máu nghệ sĩ với đây là gia đình của cô Kiều Bạch Tuyết ha. À, con dâu với cháu nội cũng tới giếng mộ để lau chùi mộ để cúng kiến cho bà ha cô chú anh chị. À, và hiện tại thì em cũng xin quay lại mộ của cậu Năm Vũ Linh. À, trong mộ của cậu Năm hiện tại cũng rất là đông nha cô chú anh chị. Quá đông. Dạ tới rất là đông nha cô chú anh chị.